Anh nghe rất giống âm I, nhưng điểm khác nhau là âm I được phát âm dài hơn âm I. Để tạo được âm I gồm 3 bước. 1. Cắn hai hàm răng trên và dưới lại với nhau giống như khi làm với âm I. 2. Làm một khuôn mặt cười thật tươi. Môi của bạn sẽ giãn rộng ra hai bên hơn so với khi tạo âm I. 3. Đẩy hơi ra vừa phải. I. Nhớ rằng không được thả hàm xuống vì như vậy bạn sẽ vô tình tạo ra âm E. Giữ nguyên vị trí hai hàm răng trên và dưới cắn vào nhau thì bạn sẽ tạo được âm đúng I. Bây giờ bạn hãy luyện tập với các từ có âm I sau đây: live, reach, eat, weak, cheap, each, people, receipt. Bây giờ bạn có thể dừng video này và luyện tập với các từ có âm I. Nhớ luyện tập trước gương để thấy được vị trí môi của mình nhé. Dừng video tại đây.